là có nam có nữ, lên sân có chơi có thịt với lên bàn. Và hôm nay là đúng là rất nhiều nam nữ. Các anh đối thủ thì đây là các nhà tàu chào các nhà hảo tâm. Tiếp theo là những người đầu tư chúc lên bàn về hai cửa sóng cho bao nhiêu này là các tôi vào đây. Rồi, như vậy là trọng tài khắc cả sẽ cho hai đối thủ, một là đây. Thắng rồi.
đến keo thứ sáu rồi, keo thứ bảy chắc chắn là vậy, là keo thứ bảy đúng nhá. Tuyệt vời lắm, không là thế. Bây giờ là các cổ động viên chúng ta. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Và đúng là xuân 2020 mình cũng có những cây vật hay như thế này, tuyệt vời như thế này. Và trên cả tuyệt vời. Tuyệt vời, hay lắm. Làm vợ anh em nhé. Và đồng ý đồng và đồng ý nam cũng đứng tại số mặt ạ. Và xin mời có nhà tài trợ nào tài trợ thêm cho đồ vật nữ không ạ? Có đồ vật nào tài trợ cho đồ vật nữ không ạ? Như vậy là đồ vật nữ, như vậy là xin mời các cổ động viên, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ. Và như vậy là yêu thích được cái là môn võ vật này thì chúng vẫn thưởng nóng cho hai đôi vật này. Như vậy là thưởng nóng cho đôi vật nữ, như vậy là không biết nào bao nhiêu nhỉ? 1 triệu 2 triệu nữa. Tôi xin mời. Như vậy là số 3 phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Châu Cao trực tiếp cho như vậy là đôi vật nữ. Xin mời các quý vị khán giả cho tôi tặng vật này nữa. Cảm ơn. Hay rất là tuyệt vời.